Trưa ngày 5 tháng 9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão. Lúc 10 giờ, vị trí tâm siêu bão số 3 đang ở vào khoảng 19,1 độ vị Bắc, 115,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Với vị trí này, siêu bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 490 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17 siêu bão đang di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km h Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão giữ nguyên cường độ. Thời điểm 10 giờ trưa mai, siêu bão vẫn giữ cấp 6, giật trên cấp 17 khi còn cách Quảng Ninh 550 km về phía đông Đông Nam. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là phía bắc vị tuyến 16,0N, kinh tuyến 109,5E đến 119,0E. Sau khi đi vào đảo Hải Nam Trung Quốc, gặp ma sát địa hình, siêu bão suy yếu nhẹ, khi vào đến khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bão số 3 ở cấp 13 giật cấp 16, sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền Bắc Bộ. Đáng chú ý, mặc dù bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, nhưng cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia vẫn cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp 4, nghĩa là chưa đến mức rủi ro thiên tai thảm họa cấp 5 ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo quyết định 18-2021, rủi ro thiên tai cấp 5, cấp thảm họa chỉ được áp dụng khi dự báo siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đông Băng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện bão số 3 đã mạnh lên siêu bão, nhưng bão vẫn đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Khi tiến gần vào đất liền thì dự báo là bão đã giảm cấp. Siêu bão là cơn bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 16 trở lên với sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh chim tàu biển có trọng tài lớn. Với sức phá hoại khủng khiếp khi ở trên biển như vậy, siêu bão số 3 sẽ gây ra tác động như thế nào tới đất liền miền Bắc nước ta, nơi bão đổ bộ. Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, dự báo siêu bão số 3 sẽ đi ngang qua đảo Hải Nam, gặp ma sát địa hình nên cường độ bão sẽ suy yếu 1 đến 2 cấp, sau đó bão đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ có thể mạnh trở lại hoặc cũng có thể bão giữ nguyên cường độ và đi vào đất liền. Nghĩa là ở cả hai kịch bản, khi bão đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam vẫn còn rất mạnh bà lan nhấn mạnh trên biển đông vẫn thường ghi nhận các cơn siêu bão vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tuy nhiên bão đổ bộ miền bắc việt nam với cường độ mạnh như vậy là rất hiếm rất nguy hiểm và chúng ta cần phải khẩn trương triển khai các công tác ứng phó tiếp tục phân tích về các tác động nguy hiểm, bà Lan cho hay vừa qua miền Bắc đã trải qua nhiều trận lũ sạt lở gây thiệt hại nhiều về người và tài sản. Nhiều khu vực ở tây bắc ngập sâu trong nước, đường xá hư hại nhiều. trong khi đó, ảnh hưởng của bão số 3 lần này có thể gây mưa rất to tập trung trong thời gian ngắn, cục bộ có nơi đến 700 tới 800 mm trở lên, có thể bằng với lượng mưa của cả mùa mưa cộng lại. Bà Lan khuyến cáo, trong phòng chống bão số 3 lần này, chúng ta cần đề phòng với gió mạnh, gió xoáy, nên nhiều công trình hạ tầng như đê biển, nhà cửa của người dân, trụ điện, như hệ thống trụ điện đường dây 500 kV ở miền Bắc vừa mới hoàn thành vân vân có thể bị hư hại. Với khu vực miền Trung, cơn bão này chấm dứt nắng nóng ở Bắc Trung Bộ, nhưng kèm theo đó sẽ có các cơn gió giật mạnh, mưa to, lốc xoáy. Ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo thời tiết của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, cũng cho hay, dựa trên dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, dự kiến đêm ngày 6 đến ngày 7 tháng 9, khu vực Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 3. Đầu tiên là gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, có thời điểm lên cấp 7 giật cấp 9, kèm theo đó là mưa, tập trung trong ngày 7 tới ngày 8 tháng 9. Tuy nhiên, cần lưu ý chiều ngày 6 tháng 9, rất khả năng ảnh hưởng rìa xa của bão. Hà Nội có thể xuất hiện đợt mưa rông mạnh gây đổ cây, đổ cột điện. Điều này đã từng xảy ra trong một số cơn bão trước đây. Ông Dương nói, mưa tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ra quá tải trong thoát lũ khu vực nội thành, gây ngập lụt ở nội thành trong 30 phút đến nhiều giờ đồng hồ. Ở ngoại thành cũng có thể xuất hiện ngập lụt ở vùng trũng thấp, khu vực vùng ven sông Tích, sông Bùi, trong đó chủ yếu là một số xã của huyện Trương Mỹ như Tốt Động, Nam Phương Tiến có thể ngập lụt sâu và kéo dài nhiều ngày. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoãn các cuộc họp không cấp bách và ứng phó với bão ở mức cao nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 87 CTTTG ngày 5 tháng 9 chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024. Theo công điện, sáng nay bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo từ sáng mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Từ đêm mai, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển. Gió mạnh và mưa lớn diện rộng trên đất liền. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác phòng ngừa ứng phó với bão, với tinh thần phải chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng, đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng cán bộ trong thường vụ, thường trực ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo chỉ đạo triển khai, đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống bão lũ trong đó thủ tướng yêu cầu tập trung giả soát kỹ triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển đảo bảo đảm an toàn cho người tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển đặc biệt là tàu thuyền ở khu vực vịnh bắc bộ và ven biển từ hà tĩnh trở ra và tại nơi tránh trú bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di rời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình đê điều hồ đập an toàn giao thông hạn chế thiệt hại về nhà ở kho tàng trụ sở công trình công cộng khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp bảo vệ sản xuất nông nghiệp chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại khu vực trọng điểm sung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão lũ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức cơ quan đơn vị lơ là chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu bè, lông bè, không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống bão. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ nếu chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão lũ, dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản với các bộ ngành thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ quốc phòng bộ trưởng bộ công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương giả soát cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão chủ động bố trí lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng chống bão lũ theo quy định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24 trên 7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai kịp thời có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ vị Bắc, 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 183 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km h Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 giảm cấp, mạnh cấp 14, giật cấp 17, trên đất liền phía nam bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 tới 20 km/giờ, đi vào Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Đến 1 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 giật cấp 8. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 tới 20 km, cường độ tiếp tục giảm dần. Cảnh báo diễn biến bão từ 72 tới 96 giờ tiếp theo, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 tới 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7 tới 9 m, vùng gần tâm bão 10 tới 12 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Kể từ khi bão số 3 vào biển Đông với cường độ chỉ cấp 8 giật cấp 10 vào mùng 3 tháng 9 thì đến đầu giờ chiều ngày mùng 4 tháng 9, cường độ bão đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 tức mạnh thêm 4 cấp chỉ trong vòng 24 giờ. Theo dự báo báo mới nhất của trang báo trên Tây Bắc Thái Bình Dương, bão số 3 tiếp tục hoạt động trong môi trường rất thuận lợi nên cường độ sẽ tiếp tục mạnh lên rất nhanh trong 1-2 ngày tới, không loại trừ khả năng mạnh lên thành siêu bão với sức gió cấp 15, 16, giật trên cấp 17. Tại phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc vào ngày mùng 6 tháng 9, bão số 3 hình thành với tốc độ đáng sợ và đang trải qua giai đoạn tăng cấp nhanh chóng khi mắt báo khổng lồ trong hình ảnh vệ tinh mới nhất có đường kính gần 50 km. Với đĩa mây rộng lớn, đậm đặc và đối lưu cực kỳ mạnh đi kèm một con mắt sắc nét điển hình của một cơn bão cực mạnh, siêu bão, sẽ là mối hiểm họa cực kỳ lớn với bất cứ khu vực ven biển nào mà nó đi qua. Sự hình thành của mắt bão hầu như luôn là yếu tố chỉ ra rằng cơn bão đang mạnh lên. Hiện tại, môi trường thuận lợi có thể khiến bão số 3 Iagi Trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất của lưu vực Tây Thái Bình Dương trong năm nay. Theo tin báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, vào hồi 13 giờ ngày mùng 4 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ vĩ Bắc, 117,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 710 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118 đến 133 km/h giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 115,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 430 km về phía đông, sức gió cấp 13-14, giật cấp 17. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc. 111,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, sức gió cấp 15, giật trên cấp 17. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, sức gió cấp 12, giật cấp 15. Trong khi đó, Yagi được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp Mỹ, JTWC, phân loại là cơn bão cấp 1 trong thang bão 5 cấp, Sapphire Simpson. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, dự báo bão Yagi sẽ đạt cực đại ở mức 185 km h áp suất 925 HPA và có thể thách thức kỷ lục về cơn bão đổ bộ nhanh nhất vào đất liền Hải Nam Trung Quốc trong lịch sử. Đài quan sát Hồng Kông Trung Quốc dự báo bão Yagi có thể đạt đến cấp siêu bão với sức gió 185 km h trước khi tấn công miền Nam Trung Quốc. Ngày 4 tháng 9, bão số 3 Yagi đang di chuyển trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, tâm bão Iagi đang ở vị trí khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc và 118,0 độ Kinh Đông, cách thành phố Lào Oác, Ilocos Norte, khoảng 265 km về phía Tây Bắc. Bão hiện có sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 13 và áp suất trung tâm là 980 hpa. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ đạt khoảng 10 km/h và gió cường độ bão lan ra tới 280 km từ tâm bão. Dù đã ra khỏi khu vực dự báo của Philippines (PR), bão Yagi vẫn tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều vùng của đất nước này, lượng mưa khoảng 100 đến 200 mm. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 7 giờ sáng mùng 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc, 117,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Hiện báo cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 770 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 10 km/h. Dự kiến vào lúc 7 giờ sáng mùng 5 tháng 9, Vị trí tâm bão sẽ nằm ở khoảng 19,3 độ vĩ bắc, 115,5 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 520 km về phía đông với sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 13, giật cấp 16. Đến 7 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 9, bão sẽ nằm ở khoảng 19,6 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông với sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 14, giật cấp 17. Đến 7 giờ sáng mùng 7 tháng 9, bão sẽ chính thức vào vịnh Bắc Bộ ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp cấp 13, giật cấp 16. Tại thời điểm này, cảnh báo cấp 4 được ban hành cho khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và cảnh báo cấp 3 được ban hành cho khu vực vịnh Bắc Bộ. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, cường độ tiếp tục giảm dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo về ảnh hưởng của bão trên biển với gió mạnh cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội và nước dâng, sóng lớn. Đường đi của bão được dự báo có sự thay đổi so với các bản tin dự báo trước, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão mở rộng đến vùng Tây Bắc Bộ. Theo đó, vào 7 giờ ngày 8 tháng 9, tâm bão dự kiến nằm ở khu vực giáp giữa Điện Biên và Sơn La, thủ đô Hà Nội nằm trên đường đi của bão. Trước diễn biến phức tạp của bão Yagi, người dân và du khách cần chú ý cập nhật tình hình bão, khu vực ảnh hưởng và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh ngay từ bây giờ. cân nhắc lịch trình du lịch trong thời gian tới, đặc biệt hạn chế du lịch ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ, lựa chọn khu vực lưu trú kiên cố, an toàn và tuân theo các hướng dẫn từ chính quyền địa phương. Các tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm này cần đặc biệt cảnh giác trước sự tác động của gió mạnh và sóng lớn ngoài khơi cao tới 9 đến 11 mét.